Lai 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 nha. Hello, đây là văn phòng sáng buổi thứ bảy nha. Chúc hot day vô cho văn phòng. Hello. Hello. Ủa, Lương ơi, chị set up cái nhạc cho mình chứ. Không nghe gì vậy? Chúng set up cái nhạc. Anh mở nhạc chưa? Anh quên chị mở nhạc chưa? Chị cái nhạc quảng cáo á. Chưa tới giờ em. 9 giờ mới mở. Ủa mà chỉ đâu rồi vậy? Thầy luôn hả? Sư phụ luôn hả? Ghê dữ vậy hả? Là đây là mình là cháu chắc hả? Cuộc gọi là mình là cháu chắc rồi. Anh em chốt xe 2 đi chốt. Để mình đi vô. Anh làm lần anh biến hả? Tại sao anh lại biến? Tại sao mấy anh chị biến hả? Mấy anh chị lười hả? Mấy anh chị biến hả? Giờ phải liếng, đừng liếng. Lương, xe 2 cái lương. Thôi mấy lương là nổi tiếng nhất là cộng đồng Việt Nam nè. Đó, vậy mà ổng nhát như vậy đó. Thì đến hồi offer, ổng offer như lia lịa. Không thấy cái mà nói thì ổng nhát. Hello chị tên gì? Tên Trâm ha. Wow, ai Trần cũng đẹp chứ chứ cha. Ủa sao chị? Đó, vậy qua gớt ra, gớt chàng chị này tên gì? Bà cho thì em phải nói là phải qua cả sớm. Chị Trúc đang trong. Không phải chị Trúc, đó là boss của mình đó. Boss của mình á. Miễn sao có trễ lắm, cũng 10 tay bà qua. Ổng qua, bà nói vậy. Hello boss. Hello chị. Ủa sao cũng chưa nghe nhạc vậy hả? Cũng nghe quảng cáo như vậy. Để không nói chị. Có chừng đúng. Chị Hải Lan ơi, chị tí chị cứ đi vô đi, tí chị set up cái nhạc nha, cái quảng cáo mà em nói. Mấy anh chị thấy không, ai chành cực khổ lắm chứ mấy chị, đâu phải dễ đâu. Ai nói là lấy tiền ai chành dễ đâu anh chị. Thức khuya dậy sớm bị là đọc đài, là soạn tin tức, là xong thậm chí là gặp mấy khách hàng khó khăn là cằn nhằn đủ khó lắm chị ơi. Vậy chúng ta nói cái ngành nào à? À, này là Trúc Trương nè quý vị. Đó, thấy không? Nguyên một vàng mà mỗi thứ bảy mình chỉ quay nửa tiếng thôi đó, mà nhưng mà biết bao nhiêu người bỏ công bỏ sức đó, thấy chưa? Hello anh là cashier phải không? Đó. Nè, director luôn là ghê chưa? Còn tự phong mình là người nào CEO đây? CEO đó, thấy chưa? Còn cô kia là thư ký đúng không? Thư ký đó, thư ký. Con này là chủ mình nè. Đấy là Trúc Trương là chủ mình đó, chủ của mình đâu, boss của mình đâu. Nè, vì rồi đẹp gái chứ, chủ mình là đẹp gái như này hả? Nè. Mới cắt tóc. Vậy nhìn đẹp ra. Fan YouTube với là Facebook nhiều lắm ha. Mình quên đó, mình là behind the scene. Tới giờ. Hello chat liền. Thì lúc kia là lúc vô quay lúc nói. Biết rồi. Lên đà. Quay rõ cho quý vị thấy.
Microphone mới luôn hả? Vậy hả? Cái này của anh Rovai hay là đài Rovai? Cái này anh cho mua, em vũ mua. À. Em sẽ gọi anh. Nó vô rồi hả chị hả? Em chưa, sẽ gọi anh. Đang set up cho người ta chị không? Em làm từ thứ nhì. Dạ. À, từ nãy giờ mình quay trong còn ở đây là mình cast nha, là nguyên một agent đang nhiều chuyện ngoài đây nè quý vị ơi, nhiều chuyện lắm. Agent nó nói nổi tiếng nhiều chuyện mà. À, nói đó, tiếp tục tự nhiên nó vui hơn, tự nhiên vui hơn. À, để đây xong thanh nó cứ chạy tới chạy luôn. Mua cái băng keo của người mấy người bệnh viện bác sĩ, nó dán cái kiểu medical tape, em có dán lên. Ok, ok, thank you. Yeah. Để cho chị nghe. Single mà không đẹp. À, đó. Cắt chân. Good morning quý vị thính giả của chương trình Tấp Liều Lý Tưởng. Nếu như mà quý vị thính giả nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, các cơ sở thương mại, những căn income properties, những căn condo, townhouse hay hoặc là vacant land quý vị, tất cả những nhu cầu về địa ốc đó quý vị, thì tại văn phòng Superior Real Estate của chúng tôi đảm nhận hết hoàn toàn quý vị, kể cả loan hay hoặc những cái lớp học địa ốc, thì tất cả đều trong một cái văn phòng này có thể phục vụ quý vị từ 24/7 7 ngày một tuần quý vị nha. Mọi thắc mắc liên lạc cho cái văn phòng Superior Real Estate của chúng tôi, là một văn phòng đã 16 năm liền quý vị đứng nhất tại quận Cam, mua bán nhà nhiều nhất. Cái đó là cái kết quả của sự ủng hộ của các vị khách hàng, cũng như là các nỗ lực làm việc rất là trách nhiệm, rất là bỏ công rất nhiều của các anh chị em trong văn phòng Superior Real Estate của chúng tôi. Nếu như mà quý vị có nhu cầu, cứ liên lạc với số phone của tại văn phòng 714-222-2229. Hài hết, chín cuối, hoặc một cái số phone miễn phí 1-800 tiền lời, hoặc 1-800 tiền lời. Xin cảm ơn quý vị. Và trở lại với chương trình Tấp Liều Lý Tưởng hàng tuần, mỗi thứ bảy hàng tuần quý vị, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi, chúng tôi đều giới thiệu cho quý vị những cái căn nhà, những listing, những open house của cuối tuần này. Tất cả các anh chị em đã rất siêng năng, mỗi cuối tuần mà dậy rất sớm quý vị, để gửi đến những quý vị những listing mới nha quý vị. Đầu tiên là một chuyên viên địa ốc làm việc rất là hăng say quý vị ơi, chị rất có trách nhiệm nha quý vị, đó là chị Heather Hương Lam. Cảm ơn Trúc Trương. Heather Hương Lam xin thân ái kính chào quý vị. Quý vị đang có nhu cầu về địa ốc, xin vui lòng gọi cho Heather Hương Lam với số phone là 714-588-3576, 714-588-3576. Sau đây là những listing vừa mới lên thị trường. 3 unit thuộc thành phố Cypress, gồm có 2 unit là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, và 1 unit là 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Rộng 3563 square feet, lot size là 7400, đang cho thuê là 9700 cho mỗi tháng, giá bán là 1.949.000.
và kế tiếp là 4 unit, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm thuộc thành phố Anaheim, rộng 3.844 square feet, lot size là 8.712, đang cho thuê là 6.500 cho mỗi tháng, giá bán là 1.450.000. Và kế tiếp là 4 unit, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm thuộc thành phố Anaheim, rộng 3.827 square feet, lot size là 5.663, đang cho thuê là 7.100 cho mỗi tháng, giá bán là 1.499.000. Để biết thêm chi tiết xin vị gọi cho Heather Hương Lâm với số phone là 714-588-3576, 714-588-3576. Và sau đây là hai căn nhà thuộc thành phố Huntington Beach. Căn thứ nhất là 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, rộng 2.567 square feet, lot size là 7.161, giá bán là 1.600.000. Và căn thứ nhì là 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng 1.916 square feet, lot size là 7.000, giá bán là 1.449.000. Và sau đây là 3 căn nhà thuộc thành phố Fountain Valley. Căn thứ nhất là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 2.053 square feet, lot size là 7.281, giá bán là 1.450.000. Và căn thứ nhì là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng 1.875 square feet, lot size là 7.275, giá bán là 1.275.000. Và căn thứ ba là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.610 square feet, lot size là 7.260, giá bán là 1.238.000. Và cuối cùng là một căn nhà thuộc thành phố Garro, gồm có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng trên 1.300 square feet, lot size là 8.295, giá bán chỉ có 849.000. Để biết thêm chi tiết, xin vị gọi cho Heather Hương Lâm với số phone là 714-588-3576, 714-588-3576. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Xin cảm ơn chị Heather Hương Lâm để trở lại với chương trình. Nếu như mà quý vị nào mà lần đầu tiên mua nhà nha quý vị ha, ở văn phòng Superior Real Estate chúng tôi có những cái chương trình loan cho quý vị. Nhất là đặc biệt là mình lần đầu tiên thì mình phải cần làm một cái pre-approval trước nha quý vị. Quý vị nghe thì đối với những người lần đầu tiên thì thấy xa lạ. Thì thành ra cái đó là mình phải chắc thử coi cái khả năng income của mình với cái điểm tín dụng tiền đao thì họ sẽ lender cái nhà băng đó quý vị, họ sẽ cho mình mượn bao nhiêu, rồi bắt đầu cái người chuyên viên địa ốc của mình mới đi tìm những căn nhà đúng cái khả năng của mình để dắt mình đi xem, rồi mình sẽ có một căn nhà mơ ước đúng không nè. Thì quý vị phải cần cái người làm loan, một văn phòng làm loan rất là uy tín, kinh nghiệm để giúp quý vị ngay từ những cái bước đầu thì quý vị không bị trục trặc khi vào cái thời gian mà mình chuẩn bị bắt đầu đi xem nhà, tìm nhà, offer rất là có nhiều trở ngại nếu quý vị không có chuẩn bị trước những cái information để mình đi tìm nhà nha quý vị nha. Tại văn phòng của chúng tôi, các anh chị em làm loan rất là kinh nghiệm, làm việc rất là nhanh chóng. Từ cái loan khó đến loan dễ, kể cả những cái chương trình không chứng minh income vẫn có thể giúp đỡ quý vị từ A đến Z để mình có một cái re-approval thật là mạnh, strong để mình đi offer căn nhà. Offer căn nào dính căn đó nha quý vị nha. Cứ liên lạc với văn phòng của chúng tôi để làm cái re-approval cũng như tham khảo về loan khó, loan dễ, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết nha quý vị. 714-222-2229 2 hết 9 cuối. Và không mất thời gian của quý vị, tiếp theo là một cái chuyên viên địa ốc quý vị. Anh làm việc rất là hăng say, có mặt trên từng cây số quý vị đó, 6 quận của miền Nam California. Thành ra anh rất là quen thuộc ở trong cộng đồng Việt Nam mình, cũng như đi đâu các anh chị em ấy Trần cũng đều biết mặt, cũng đều nổi tiếng quý vị, top producer mỗi năm, mỗi tháng luôn quý vị. Đó là anh Thomas Lương. Yeah. Cảm ơn Trúc Trương rất là nhiều. Thomas Lương xin gửi lời kính chào đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình Túp Lều Lý Tưởng. Xin gửi lời kính chúc cho tất cả quý vị có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị, tuần tới thì là nóng lên rồi, ấm rồi, từ thứ ba trở đi là bắt đầu ấm rồi thưa quý vị.
không còn lạnh nữa. Và thật nhanh xin giới thiệu đến quý vị một cái duplex ở thành phố London rất là đẹp. Căn phía trước là 2 phòng ngủ 1 phòng tắm, căn sau 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, giá 1.1 triệu. Căn nhà ở thành phố Garden Grove 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.130 square feet, lot size 7.740 square feet, giá 899.000. Căn nhà thành phố Anaheim 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.500 square feet, lot size 7.150 square feet, giá 869.000. Và tiếp theo là căn nhà thành phố Huntington Beach 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.450 square feet, giá 1.229.000 thưa quý vị. Thành phố Palm Valley 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.600 square feet, lot size 7.200 square feet, giá 1.238.000. Thành phố Anaheim 4 unit, mỗi căn đều là 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm, giá 1.450.000 thưa quý vị. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng gọi cho Thomas Lương ở số 714-766-2566. Và tiếp theo là căn nhà thành phố Covina, 3 phòng ngủ 1.5 phòng tắm, rộng 1.100 square feet, thưa quý vị, giá là 690.000. Thành phố La Pointe, 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.200 square feet, giá là 749.000. Và căn nhà ở thành phố West Covina, 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.450 square feet, giá 795.000 thưa quý vị. Thành phố Pomona, 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng 1.400 square feet, lot size rất là lớn thưa quý vị, 9.000 square feet, giá là 695.000. Và căn nhà ở thành phố Torrance, 4 phòng ngủ 2.5 phòng tắm, rộng 1.800 square feet, giá 899.000. Căn nhà single house cuối cùng là thành phố Torrance thưa quý vị, 2 phòng ngủ 1 phòng tắm, rộng 900 square feet, giá 799.000. Với cái chủ đề ngày hôm nay là residential và commercial thưa quý vị, nhà riêng và những cái cơ sở thương mại. Nếu quý vị có những nhu cầu mua từ condo, townhouse, single house, duplex, triplex, fourplex và những apartment và những cái cơ sở thương mại khắp mọi nơi của miền Nam California, xin quý vị vui lòng gọi cho Thomas Lương gọi số là 714-766-2566. Và thưa quý vị, một cái commercial rất là có nhiều income rất là cao thưa quý vị, thành phố Garden Grove, ngay trên đường Garden Grove luôn, với giá là 7.850.000. Cái cap rate rất là cao thưa quý vị, 5.77 thưa quý vị. Và một cái listing commercial, một cái cơ sở thương mại thứ hai ở thành phố Southgate là giá là 3.080.000 với cái cap rate là 5.7. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng gọi với cho Thomas Lương ở số 714-766-2566. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và trở lại với Trúc Trường. Xin cảm ơn anh Thomas Lương. Và để tiếp tục chương trình thì một chuyên viên địa ốc rất là nhiều năng lượng, quý vị, làm việc hăng say lắm trên social media, chị lúc nào cũng post những cái listing mới. Quý vị có thể vào follow chị, một cái chuyên viên địa ốc làm việc gọi là trách nhiệm lắm quý vị nha, đó là Dung Nguyễn. Dạ, cảm ơn chị. Dung Nguyễn xin gửi lời chào đến tất cả các quý anh chị đang xem đài Tấp Liều Lý Tưởng. Mến chúc quý anh chị một buổi sáng thứ bảy thật nhiều niềm vui và một cuối tuần hạnh phúc bên gia đình. Quý anh chị có nhu cầu mua bán nhà cửa, xin hãy gọi ngay cho Dung Nguyễn với số phone là 714-364-7351. Dung Nguyễn listing nhà với lệ phí thấp, đảm bảo listing nhà của quý anh chị sẽ được bán nhanh chóng. Đặc biệt là Dung Nguyễn còn có quà tri ân gửi đến quý khách hàng sau khi listing nhà được đóng. Ngoài ra, văn phòng còn có nhiều chương trình làm loan để giúp cho quý anh chị mua nhà lần đầu tiên cũng như là quý anh chị muốn mua nhà lần đầu tư. Thì trong buổi sáng thứ bảy ngày hôm nay, Dung xin chia sẻ một vài listing nổi bật vừa mới lên thị trường. Sau đây là ba căn nhà tại thành phố Anaheim. Căn đầu tiên 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.266 square feet, lot size là 7.280, xây năm 1959 với giá bán là 849.000. Căn thứ hai tại thành phố Anaheim, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.530 square feet, lot size là 7.000. Xây năm 1955 với giá bán là 959.000. Căn tiếp theo cũng là thành phố Anaheim, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.044 square feet, lot size là 6.968, xây năm 1954 với giá bán là 800.000. Để biết thêm chi tiết của ba căn nhà tại thành phố Anaheim, xin gọi cho Dung Nguyễn với số phone là 714-364-7351. Và một căn nhà tại thành phố Buna Park,
3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.484 square feet, lot size là 6.007, xây năm 1955 với giá bán là 849.000. Một căn nữa tại thành phố Fullerton, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.718 square feet, lot size là 7.380, xây năm 1949 với giá bán là 925.000. Để biết thêm chi tiết của hai căn nhà tại thành phố Buena Park và Fullerton, xin gọi cho Dung Nguyễn với số phone 714-364-7351. Và cuối cùng là hai căn nhà tại thành phố Garden Grove, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.602, lot size là 8.010, xây năm 1955 với giá bán là 975.000. Một căn nhà tại thành phố Garden Grove, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.305 square feet, lot size là 8.295, xây năm 1955 với giá bán chỉ có là 849.000. Để biết thêm chi tiết của hai căn nhà tại thành phố Garden Grove, cũng xin gọi cho Dung Nguyễn với số phone là 714-364-7351. Do thời lượng chương trình cũng có hạn cho nên là Dung chỉ có thể chia sẻ một vài listing. Thì ngoài những listing trên thì Dung còn có nhiều listing của nhiều thành phố khác. Quý anh chị có thể gọi cho Dung Nguyễn với số phone 714-364-7351 để Dung Nguyễn có thể gửi listing cụ thể cũng như là lấy hẹn cho quý anh chị đến xem nhà. Dung Nguyễn cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong tuần sau. Xin trở lại cùng chị Trúc Trương. Xin cảm ơn Dung Nguyễn. Học địa ốc quý vị ơi, tại văn phòng Superior Real Estate của chúng tôi có một những cái khóa học địa ốc hàng tuần quý vị, từ chủ nhật lúc 10 giờ cho tới 1 giờ trưa nha quý vị. Tuần nào cũng có khai giảng cái khóa mới, quý vị không có cần phải đợi tới đầu tháng hay hoặc như thế nào nha quý vị. Mỗi tuần đều khai giảng hết. Thí dụ như mình vô mình học cái từ cái chapter nào thì mình cứ học cho tới thời gian mình quanh lại cái chapter đó là mình thấy mình cảm thấy mình xong cái lớp học rồi quý vị. Nếu như mà quý vị cảm thấy mình sẵn sàng rồi thì mình đi thi state board thôi. Để ra trở thành một cái, có license mình trở thành một cái chuyên viên địa ốc mua bán nhà. Như các anh chị em đây đều có kinh nghiệm. Thì khi quý vị học xong rồi, quý vị có thể hoành lại trường để có những cái buổi training cho những cái agent mới đó quý vị. Mỗi thứ tư hay hoặc thứ năm hàng tuần đều có những cái buổi training là các thầy cô cũng như những đôi khi có những người thay đồ company tới hay insurance hay là những cái văn phòng loan những hay hoặc những cái anh chị em agent mà đi trước đó họ có kinh nghiệm mà truyền đạt lại họ training cho mình để mình học hỏi thêm những cái kiến thức mình để đó là một cái hành trang để mình bắt đầu trở thành một người chuyên viên địa ốc sau đó mình biết đâu mình rất là thành công trong cái ngành địa ốc này nha quý vị nha. Lớp địa ốc như Trúc Trương nói, mỗi chủ nhật hàng tuần từ 10 giờ cho tới 1 giờ trưa nha quý vị. Sometimes Trúc Trương cũng đứng dậy, không có thường đứng đâu, lâu lâu mới đứng một bữa nha quý vị. Cứ tới ủng hộ cái lớp học địa ốc ở đây. Để nếu như quý vị có kiếm thêm một nghề tay trái hay hoặc là quý vị đã thất nghiệp thì đây là cái cơ hội thích hợp để quý vị chuyển nghề. Biết đâu mình có duyên với nghề, có nhiều anh chị em mới ra nghề giống như tổ đãi quý vị một năm làm biết bao nhiêu tiền, mười mấy hai chục căn nhà là cái chuyện bình thường nha quý vị nha. Đây là cái cơ hội, hãy liên lạc với văn phòng với số phone 714-222-2229-2 hay hoặc là cái số miễn phí 1-800 tiền lời hoặc 1-800 tiền lời, ba số nào quý vị gọi cũng được hết nha quý vị nha. Và sau đây một cái chuyên viên địa ốc này làm việc rất là hăng say quý vị, anh có một cái giọng đọc rất là ấm áp truyền cảm quý vị nha. Đó là anh Kiên Nguyễn Kiên Bùi, sorry quý vị, Kiên Bùi. Cảm ơn chị Trúc Trương. Kiên Bùi xin chào tới tất cả các anh chị em đang lắng nghe chương trình Thúc Lào Lý Tưởng. Chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình. Hôm nay Kiên Bùi có vài cái listing tiêu biểu muốn mang tới cho các anh chị em nghe. Căn thứ nhất, 2 phòng ngủ, 1 phòng dưới tắm, nhà rộng 1.350. Đất rộng 2.000, xây năm 1972, tiền HOA là 343 đồng một tháng, với giá bán là 798.000.
Căn thứ 2, 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, nhà rộng 1367, đất rộng 2000, xây năm 1973, tiền HOA là 325 đồng một tháng, với giá bán là 885.000. Và căn kế tiếp cũng ở Westminster, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.288 square feet, đất rộng 7.200, xây năm 1960, với giá bán là 998.000. Hôm nay căn này có open house từ 1 giờ cho tới 4 giờ. Các anh chị em cô bác nào muốn đi coi căn này thì hãy gọi cho Kiên Bùi ở số 714-325-3485, 714-325-3485. Và căn kế tiếp ở Santa Ana, 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, nhà rộng 961, đất rộng 6.175 square feet, xây năm 1926, với giá bán là 595.000. Và căn kế tiếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 1.431, đất rộng 6.000, xây năm 1965, với giá bán là 925.000. À, ngoài hai căn này ra, các anh chị em cô bác nào muốn đi coi ở những thành phố khác thì hãy gọi cho Kiên Bùi ở số 714-325-3485, 714-325-3485. Và cảm ơn các anh chị em cô bác đang lắng nghe chương trình Túp Lều Lý Tưởng. Và hẹn gặp lại quý vị vào cuối thứ bảy tuần sau. À, bây giờ tiếp tục chương trình với chị Trúc Trương. Xin cảm ơn Kiên Bùi. Quý vị thấy Trúc Trương nói không có sai đúng không? Cái giọng anh rất là trầm ấm, giống như chẳng khác gì Tuấn Ngọc riêng một góc trời quý vị nha. Cái giọng y chang. Xin cảm ơn Kiên Bùi. Và để tiếp theo cái chương trình không mất thời gian của quý vị là một cô chuyên viên địa ốc làm việc hăng say quý vị nha. Nhớ liên lạc với cô. Và bây giờ là sẽ gửi đến quý vị những cái listing mới, cũng như là những cái listing đang có trên thị trường trong cuối tuần này. Đó là chuyên viên địa ốc Ngọc Trâm Bùi. Dạ, Trâm Ngô. Trâm Ngô, sorry, Trâm Ngô, và còn nhớ anh. Vậy là còn mê giọng Tuấn Ngọc ra. Ngọc Trâm Ngô, sorry. Nhớ anh Tuấn Ngô bên kia. Ngọc Trâm Ngô. Dạ, xin chào tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình Túp Lều Lý Tưởng. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta đã bước qua tháng 4 và những ngày đầu xuân rất là đẹp. Thì nãy giờ các anh chị em ở đây đã share với quý vị rất là nhiều cách listing rồi. Tới với chương trình ngày hôm nay đó thì Ngọc Trâm chỉ muốn share với quý vị một cái tin vui. Không biết là quý vị đang nghe đài ở đây đó có ai là những người đang mua nhà lần đầu tiên hoặc là đang tìm kiếm mua cho mình một căn nhà nhưng mà không có đủ tiền down, thưa quý vị. Thì chương trình này của State California vừa ra là California Dream for All trở lại trong năm nay để giúp cho những người mua nhà lần đầu tiên. Trong chương trình này, California State sẽ hỗ trợ cho quý vị 20% tiền down payment cho căn nhà up to 150.000 nếu như quý vị hội đủ điều kiện. Vậy thì thưa quý vị, chương trình này đó, State người ta nhận application là từ 2 ngày hôm trước rồi và sẽ đóng hồ sơ vào cuối tháng 4 năm nay. Ngọc Trâm xin quý vị nếu như mà đang tìm kiếm mua nhà, cần sự giúp đỡ, xin đừng ngần ngại mà gọi ngay cho Ngọc Trâm số 949-201-5030 hoặc gọi cho văn phòng anh Thomas Đào số 714-222-2229 để chúng tôi có được cái hân hạnh giúp đỡ quý vị tìm mua cho căn nhà đầu tiên. Và cũng như là giới thiệu cho quý vị những chuyên viên làm loan đó mà có thể giúp đỡ quý vị trong quá trình mua nhà này. Listing ngày hôm nay Ngọc Trâm chỉ có hai căn nhà xin giới thiệu với quý vị. Căn thứ nhất 960.000, căn này rất là mới, xây năm 2002. Cái khu này trường học rất là tốt, rộng 1.653 square feet và đây là một căn townhouse thưa quý vị. Tiền HOA cũng rất là thấp, chỉ có 140 đồng một tháng thôi. Và căn thứ nhì thưa quý vị, căn này chủ nhà vừa cất price 20.000, 629.000, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.100 square feet, cũng là một khu trường học rất là tốt, tiền SOA 462 đồng một tháng. Quý vị có nhu cầu mua nhà, đặc biệt quý vị mua nhà lần đầu tiên, muốn tìm hiểu thêm, xin vui lòng gọi cho Ngọc Trâm 949-201-5030 hoặc xin quý vị vui lòng gọi cho văn phòng anh Thomas Đào 714-222-2229. Chúng tôi luôn hân hạnh phục vụ cho quý vị. Xin trở lại với chị Trúc Trương.
Xin cảm ơn chị Trâm Ngô để tiếp tục chương trình. Thì tại văn phòng Superior Real Estate của chúng tôi có các những cái văn phòng nhỏ nhỏ cho thuê đó quý vị. Nếu như mà quý vị làm bookkeeping, làm bán bảo hiểm hay làm việc văn phòng, mình cần một cái nơi riêng tư yên tĩnh để làm việc. Đây là những cái office nhỏ vừa đủ một người làm việc các quý vị nha. Làm việc văn phòng thì quý vị có thể mướn từ 400-500 một cái phòng đó. Quý vị có thể làm việc giống như những các anh chị em làm coi như bảo hiểm, mà thí dụ như mình mới ra mình chưa có mở một cái văn phòng lớn, mình chỉ cần thuê một cái office nhỏ mình cũng có thể kiếm cách mình làm việc cũng được nha quý vị. Hay hoặc là những quý vị làm việc tại nhà mà gia đình mình không có đủ dư phòng riêng để mình làm việc, thì mình mướn ở đây cho yên tĩnh, không vợ con không quấy rầy, làm việc kiếm tiền về nuôi họ nha quý vị ha. Tại văn phòng của chúng tôi cứ liên lạc 714-222-2229 hai hết chín cuối. Và để tiếp theo là một chuyên viên địa ốc làm việc hăng say, năng nổ quý vị ơi, rất là siêng năng, trách nhiệm nữa, đó là Jacqueline Nguyễn. Dạ, cảm ơn Trúc Trương. Hôm nay trở lại với cuối tuần vào mỗi tuần Túp Lều Lý Tưởng của đài chúng em, thì Jacqueline xin kính gửi một khán giả hôm nay một ngày trời mới rất là đẹp, một tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, đầy niềm vui hạnh phúc bên gia đình. Và hôm nay anh chị em nhớ đi coi open house nha. Hôm nay open house của công ty của chúng em rất là nhiều, và em có một cái listing. Hôm nay có cái open house ở ngay Anaheim, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, condo diện tích 1385 square feet với giá 639,999. Nếu mà anh chị nào hôm nay đi đến thì đi tới cái cổng thì gọi cho Jacqueline là ở 714-890-2419, 714-890-2419, để Jacqueline cho cái code đi vào cổng. Tại vì Jacqueline không có thể nào viết cái code ở bên ngoài, tại vì có cái này là private bắt công rồi, những cái người không có trách nhiệm ở trong đó họ đi vô họ làm phiền, thì cứ gọi cho Jacqueline ở 714-890-2419 để Jacqueline cho vô ngoài cái open house đó của condominium, giá 639,999, HOA là 408, rất là dễ thương và all upgraded theo thời modern, rất là sang và đẹp. Anh chị nãy đi coi nha, tại hôm nay nắng rất là đẹp, và anh chị cũng đã nghe rồi đó, bây giờ Federal cho chương những người first time buyer trở lại mượn mượn loan với up to 150,000 nếu mà anh chị đủ điều kiện, thì nếu mượn 20%, 20% để mà down. Nếu anh chị nào có nhu cầu về thì xin gọi cho văn phòng của chúng em là 714-222-2229, hay là gọi cho Jacqueline 714-890-2419. Bây giờ Jacqueline xin gửi cho anh chị một cái căn listing ở Santa Ana, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, xây năm 2009, lot đất là 7,200 với 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rất là rộng và thoáng mát và dễ thương xinh xắn. Anh chị có thể dọn vô ở được liền, không có cần phải sửa sang gì hết, với giá 945,000 ở Santa Ana, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích ở là 1683 square feet, lot rất là rộng, 7,000. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu về căn nhà ở Santa Ana này thì xin gọi với Jacqueline ở 714-890-2419, 714-890-2419. Nhưng mà trước khi anh chị nếu mà có đi sẵn sàng mua nhà thì nhớ mình phải có cái approval letter, cái phân để mà khi mà nó khỏi phải trục trặc, nó vô offer thì nó rất là lẹ làng, trong vòng chỉ có 10 ngày mà thôi. Thì nếu anh chị nào có nhu cầu về những căn nhà ở quận Cam hay là LA, San Bernardino, bất kể ở đâu Southern California, nhưng mà đừng có ở North là được rồi, thì anh chị xin anh chị gọi cho Jacqueline ở 714-890-2419, 714-890-2419. Anh chị nào có nhu cầu về khi mà bán nhà hay mua nhà thì xin gọi cho Jacqueline. Jacqueline có lệ phí phải chăng? Hãy gọi cho Jacqueline ở 714-890-2419.
Bây giờ chúc Jacqueline xin trở lại với chị Trúc Trương và cuối tuần xin chúc gia đình mình một tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và bề trên ban xuống những hạnh phúc và gia đình cùng chung quý anh em mình. Nếu mà anh chị nào có đi coi Open House nhớ gọi cho Jacqueline và đi và đây coi Open House của gia đình bên gia đình chúng em Spiro nha. Dạ, trở lại chị Trúc Trương. Cảm ơn chị Jacqueline Nguyễn. Và sau đây Trúc Trương và Thông Trần cũng có một cái listing tại thành phố Golden Road nha quý vị, một cái single house tại thành phố Golden Road ngay kế bên Costco của Golden Road quý vị, 1.170.000 quý vị, nhà rộng khoảng 2.000 square feet, cái lot size khoảng 6.003 square feet quý vị, nhà có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có một cái guest house ở phía trước nhà là có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, rồi có nhà bếp, kitchen, có phòng khách đồ nữa quý vị nha. Cái đây là cái cơ hội là quý vị ở một căn nhà bên trong là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà trần rất là cao luôn quý vị. Còn cái guest house thì quý vị có thể cho thuê ở phía ngoài ngay kế bên Costco của thành phố Golden Road trên đường Century với lại góc đường Euclid đó quý vị, gần chợ Việt Nam, Home Depot, gần Freeway 22, rất là tiện lợi luôn quý vị nha. Đó là một cái listing của Trúc Trương và Thông Trần. Cũng như sẵn đây Trúc Trương và Thông Trần xin cảm ơn những người khách mà trong tuần qua mà Trúc Trương và Thông Trần đã mua được những căn nhà cho quý vị, một cái cặp gia đình tại thành phố Highland quý vị nha. Xin cảm ơn đã tin tưởng và gửi cho Trúc Trương và Thông Trần cái niềm tin, chung là đại diện làm agent mua cho quý vị một căn nhà mơ ước đầu tiên của quý vị, cũng như những gia đình khác nữa, gia đình của những người mà ở phương xa cũng đều gửi đến cho Trúc Trương và Thông Trần những niềm tin như vậy. Thì Trúc Trương và Thông Trần rất là cảm ơn quý vị. Ngoài ra Trúc Trương và Thông Trần có thấy một cái new listing tại thành phố Golden Road, giá bán là 949.900, nhà rộng khoảng hơn 1.700 square feet, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Một căn mới lên tại thành phố Palm Valley, giá bán là 1.200.000, rộng gần 2.000 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm quý vị. Và một căn khác tại thành phố cũng tại thành phố Fullerton mới vừa thành phố Palm Valley, 1.238.000, nhà rộng khoảng 1.600 square feet, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Và một căn khác tại Huntington Beach Back on Market quý vị, 1.345.000. Những căn này có thể mình deal cái giá cũng dễ dàng quý vị nha. Nhà rộng khoảng 2.000 square feet, có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Và tại thành phố Cypress, một căn với giá bán là 1.399.000, nhà rộng khoảng 2.800 square feet, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nhà 2 tầng rất là đẹp luôn. Nếu như mà quý vị có nhu cầu mà không nghe kịp những listing trên, xin đừng ngần ngại rồi cho Trúc Trương hoặc Thông Trần tại 714-717-3691 nha quý vị. Chúng tôi là Real Estate Brokers, làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Nếu như mà quý vị có nhu cầu cứ liên lạc với chúng tôi 24/24, 7 ngày một tuần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Hay hoặc là quý vị lần đầu tiên mua nhà, Trúc Trương và Thông Trần có cái kênh YouTube Tâm Sự Địa Ốc. Quý vị có thể vào trong đó tìm hiểu xem tình hình địa ốc cũng như những cái bước mình mua nhà đầu tiên phải bắt đầu như thế nào. Chúng tôi hướng dẫn và giúp đỡ quý vị từ A đến Z. Xin cảm ơn quý vị nha. Và đặc biệt là nhớ là Trúc Trương và Thông Trần có list nhà với cái lệ phí là khá thấp, rất là phải chăng. Chúng tôi định giá nhà miễn phí nữa quý vị, cho tới khi nào mình bán được căn nhà thì quý vị mới trả commission cho Trúc Trương và Thông Trần. Xin cảm ơn quý vị. 714-717-3691 hay hoặc là số miễn phí điện thoại của văn phòng là 1-800 tiền lời, hoặc 1-800 tiền lời, hoặc là cái website www.thomasdao.com nha. Xin tâm sự đi ạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị và Jacqueline. Đúng rồi. Hôm nay Jacqueline có open house mà quên nhắc thời giờ là từ 11 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều hôm nay và ngày mai ở địa chỉ 2011 West Catala
anh em nha anh chị. Nếu mà anh chị nào đi coi cái open house này thì gọi cho Jacqueline nha. Rồi, xin dạ, cảm ơn dạ, quý vị. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Dạ. Áo của mình 4 phút rồi đó nha. Cũng là thêm 200 rồi. Thank you. Xong rồi, xong rồi. Mừng quá, mừng quá. Xong rồi.